nằm trong mắt xích cuối của chuỗi giá trị bất động sản xây dựng, vật liệu xây dựng. Ngành vật liệu xây dựng có mối quan hệ mật thiết với các ngành trong chuỗi giá trị. Từ cuối năm 2022, sự ảm đạm của thị trường bất động sản đã kéo ngành vật liệu xây dựng rơi vào giai đoạn khó khăn. Nhiều dự án công trình chậm triển khai, nhu cầu vật liệu xây dựng giảm, thị trường kinh doanh kém hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng tiêu thụ sản phẩm chậm, tồn kho tăng cao, một số dây chuyền buộc phải dừng sản xuất. Theo Bộ Xây dựng, phần lớn các mặt hàng vật liệu xây dựng đều ghi nhận mức suy giảm cả về sản lượng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng trong ngành xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo thống kê, vật liệu xây dựng là ngành nghề đóng góp khoảng 11% GDP của cả nước. Từ cuối năm 2023 đến nay, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi còn chậm và tồn tại nhiều khó khăn chưa được giải quyết. Nằm trong tổng thể chung của cả nước, tình hình sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng ở Nghệ An đang có diễn biến như thế nào? Giải pháp vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp? Cần những chính sách nào đưa vật liệu xây dựng trở lại đà phát triển? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay sẽ đề cập. Nghệ An là một trong những địa phương có ngành vật liệu xây dựng phát triển với nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa dạng các loại vật liệu xây dựng. Sản phẩm phân phối rộng khắp trên nhiều địa bàn và xuất khẩu đến nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh, hầu hết các loại vật liệu xây dựng đều rơi vào cảnh khó khăn. Đây là một trong 4 nhà máy xi măng lớn trên địa bàn Nghệ An với công suất 4 triệu tấn một năm. 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đã bán ra thị trường nội địa hơn 2,93 tấn xi măng, xuất khẩu hơn 2,28 triệu tấn xi măng. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2022 đến cuối năm 2023, doanh nghiệp chịu áp lực lớn khi tiêu thụ giảm, giá bán giảm. Trong khi đó, giá vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào tăng nên hiệu quả sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Mức sử dụng trong nước có phải là nó giảm về cái sức cung cầu, nó không thể đáp ứng được cái cung với cầu, nên là cái việc mà sản lượng nó có giảm thì chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì làm sao đó đảm bảo được cái hàng tiêu dùng và cũng như là duy trì cái bộ máy hoạt động của nhà máy. Còn đây là doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát có sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc. Với chiến lược đi trước đón đầu trong đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng, doanh nghiệp hiện có một nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite và ngói gốm sứ, 3 nhà máy sản xuất gạch tuy nền, 1 khu liên hợp sản xuất đá nung kết khổ lớn slab stone. Doanh nghiệp đã ra mắt nhiều showroom để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, doanh số bán hàng đã giảm từ 15 đến 20%. Do ảnh hưởng về nền kinh tế, rồi là thị trường bất động sản, rồi là kế hoạch về đầu tư xây dựng nó có giảm, cho nên là nó ảnh hưởng trực tiếp đến vật liệu xây dựng nói chung và những cái sản phẩm gạch ốp lát nói riêng. Đó cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng khác. Do nhu cầu xây dựng, kể cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng dự án, nên lượng sản phẩm tiêu thụ giảm đến 50%. Tuy vậy, nhiều loại vật liệu lại khan hiếm và giá cả tăng cao. Đầu ra thì rất ít, rất chậm so với mọi năm là bởi vì cái nguồn tiền trong dân hầu như không có và các cái tiền đầu tư công dài ngắn cũng đang còn rất chậm. Trước tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động một số dây chuyền hoặc giảm sản lượng. Kéo theo đó, nhiều lao động, công việc không ổn định và thu nhập bị giảm so với thời gian trước. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sản lượng xi măng sản xuất năm 2023 ước đạt 89,4 triệu tấn, giảm 5,45%, tiêu thụ khoảng 89 triệu tấn, giảm khoảng 6%. Trong đó thì tiêu dùng nội địa giảm 10% và xuất khẩu gần như đi ngang. Gạch ốp lát sản xuất giảm 15%, tiêu thụ giảm 25%, sứ vệ sinh giảm 25%. Có đến 46,9% số doanh nghiệp có tổng doanh thu giảm dưới 25%, đặc biệt có tới 31,6% doanh nghiệp có doanh thu giảm sâu trên 25%. Cùng với các doanh nghiệp sản xuất, thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng cũng gặp khó khăn, sụt giảm đơn hàng. Trong khi một số vật liệu như cát, đá xây dựng liên tục tăng giá, thì mặt hàng sắt thép lại có xu hướng giảm giá. Từ năm 2022 đến nay, thị trường ghi nhận nhiều đợt giảm giá, với mức giảm từ 250 đến 500 ngàn đồng một tấn thép các loại.
Nhiều chủ cửa hàng cho biết đây là mức giảm hấp dẫn dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng vật liệu sắt thép. Dù vậy, mức giảm này cũng không làm thị trường sôi động và tăng sức mua của khách hàng. Mấy năm gần đây thì cái thị trường sắt thép dường như nó không giống như quy luật như mọi năm trước đấy. Tức là thường là các năm trước thì là giá Tết là mua xây dựng thì bắt đầu là giá cả sẽ tăng. Nhưng mà hai năm nay thì nó không theo quy luật đó, phụ thuộc rất nhiều vào các cái tiêu thụ mà các cái công trình lớn. Còn thực ra là khách hàng cá nhân thì nó chỉ một phần không lớn trong cái tỷ trọng mà cái thị phần của sắt thép trong mảng xây dựng. Cho nên là cái việc mà nếu như giá cả hoặc là cái thị trường có ấm lên hay không là phụ thuộc rất là nhiều vào cả cái công trình xây dựng lớn. Các mặt hàng gạch ốp, sen, vòi, sứ vệ sinh cũng giảm giá, nhưng vắng người mua. Những năm trước đây, cửa hàng này có doanh số đạt trên 1 tỷ đồng một tháng. Tuy nhiên vài năm nay, doanh số bán hàng sụt giảm đến 40%. Dù sản phẩm ngày càng đa dạng, nhiều phân khúc vẫn đang vào mùa cao điểm xây dựng, nhưng lượng hàng bán ra vẫn chưa bằng mức trước năm 2022. Tất cả các nhà phân phối lại cạnh tranh giá nhau, giữa đại lý với đại lý cùng cạnh tranh giá, lại hạ giá, rồi là mới đến người dân. Nhưng mà giá đã hạ đến mức rất thấp rồi, lợi nhuận rất ít, nhưng mà sức mua vẫn rất là kém. Năm 2024 này thì có nhỉnh hơn một tí thôi, chứ cùng so với mặt bằng chung thì cũng chưa là gì cả. Tại nhiều tuyến đường chuyên doanh vật liệu xây dựng ở thành phố Vinh, như Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái, nhiều hộ đã trả lại ký ốt. Nhiều cửa hàng khác luôn trong tình trạng vắng khách, kể cả trong mùa cao điểm xây dựng. Theo thống kê, thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng sụt giảm đến 30% doanh số. Nguyên nhân chính là do thị trường bất động sản phục hồi chậm, khiến cho sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bị đình trệ. Năm 2024, nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực thi hành, như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sớm hơn 5 tháng so với thời điểm đã được quyết định trước đó. Cùng với đó, nhiều điểm nghẽn trong đầu tư công được tháo gỡ, kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi. Đây là những chỉ dấu cho thấy sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng có động lực phục hồi trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng thị trường bất động sản như đầu tàu kéo nhiều toa ngành nghề khác, trong đó vật liệu xây dựng là ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất. Khi ngành xây dựng bất động sản làm ăn phát đạt, thì ngành vật liệu xây dựng có cơ hội để tăng trưởng. Vì vậy, khi chính sách tổng thể được khơi thông, nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng đã đưa ra các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập, công ty cổ phần Trung Đô đã đầu tư dây chuyền sản xuất với công nghệ mới nhất về gạch nung và các sản phẩm đá ốp lát. Cùng với đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường nội địa, công ty đã hướng tới xuất khẩu sản phẩm đến thị trường quốc tế. Cũng từ cái khó khăn đó, thì mình mới là tính đến các cái phương án. Thì ở đây là ngoài những cái kế hoạch sản xuất của các nhà máy cũng điều phối cho những cái kế hoạch sản xuất và vừa là đáp ứng được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, vừa là đáp ứng được cái thị trường, cái nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Các nhà máy sản xuất xi măng chọn giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa khâu sản xuất và tiêu thụ, quản lý tồn kho, linh hoạt chạy lò hiệu quả, tối ưu quá trình vận hành. Cùng đó đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại, giảm tiêu thụ điện năng, chi phí sản xuất, tăng cường khai thác thị trường. Từ cái khâu vận chuyển nguyên liệu cho đến khi ra sản phẩm, đến đóng bao và sản xuất xi măng vận hành là được đồng bộ từ đầu đến cuối dây chuyền, nên là giúp cho cái khả năng mà vận hành nó ổn định. Thứ hai nữa là cái năng suất chất lượng nó ổn định, dẫn đến là các cái tiêu hao, các chỉ số tiêu hao trên một tấn sản phẩm nó giảm. Cùng với các giải pháp nói trên, nhiều doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng phục hồi như thế nào còn phụ thuộc vào độ trễ của chính sách triển khai vào thực tiễn. Vì vậy, kích cầu tổng thể vẫn là một giải pháp được nhiều doanh nghiệp chờ đợi. Theo Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, trong rất nhiều giải pháp đóng góp tăng trưởng của doanh nghiệp vật liệu xây dựng, top 8 động lực gồm doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, ứng dụng thành công chuyển đổi số, phát triển nhiều dòng sản phẩm mới, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tiết giảm hiệu quả chi phí hoạt động, đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, mặt bằng lãi suất cho vay giảm, các chính sách hỗ trợ của chính phủ và đầu tư công được đẩy mạnh, cơ sở hạ tầng được cải thiện.
Có thể thấy rằng cần rất nhiều động lực để đưa sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trở lại đà tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình xung quanh nội dung này. Trước tiên xin được cảm ơn ông Tổng Văn Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia vào cuộc trao đổi trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông ạ, theo ông thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn cả nước ta hiện nay thì đang trong trạng thái như thế nào ạ? Mấy năm nay do khó khăn, các dự án về nhà ở, về xây dựng hơi chững lại, đặc biệt bất động sản gần như là đóng băng, cho nên cái sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu thụ rất kém. Nhà ở tư nhân hai năm nay cũng ít người xây dựng, chắc chắn có những khó khăn riêng mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm vào thực tế cuộc sống. Vâng ạ, ông đánh giá như thế nào về cái nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn Nghệ An nói riêng cũng như là trên cả nước nói chung thời gian tới ạ? Có điều chắc chắn rằng khi mà bất động sản đi lên thì nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ tăng. Và những nút thắt tháo gỡ được thông qua việc đi vào hiệu lực các cái luật như luật nhà ở, luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, thì cái đó là cái đòn bẩy mà thúc đẩy cho cái bất động sản phát triển. Và hy vọng rằng chính cái đó là cái bước khởi đầu vào từ quý tư năm nay cho đến những năm tiếp theo. Và theo ông thì giải pháp nào để cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng có thể tăng tiêu thụ sản phẩm và vượt qua được cái giai đoạn khó khăn hiện tại? Chúng tôi có kiến nghị với chính phủ là phải đẩy nhanh cái xây dựng bằng được 1 triệu căn hộ nhà xã hội như chỉ thị của Thủ tướng cho đến năm 2030. Và cái thứ hai nữa là tăng cường cái sử dụng xi măng trong xây dựng đường giao thông. Và chúng ta đã có những kinh nghiệm nhất định về làm đường giao thông nông thôn, thì bây giờ có thể mở rộng thêm, tiếp tục mở rộng ra để các cái đường giao thông nông thôn nó thoáng hơn, nó bền hơn. Và đặc biệt đối với những cái vùng mà hay có mưa bão nước suối thì cái đường bê tông là hợp lý nhất. Đây cũng là cơ hội để là rà soát lại những cái gì thì chậm được, những cái gì có thể cải thiện và đưa những cái công nghệ mới, những cái kỹ thuật mới vào làm ra những sản phẩm rẻ hơn, đẹp hơn, mở rộng cái mạng lưới tiêu thụ để mình vừa giới thiệu được sản phẩm vừa đưa trực tiếp cho đến người tiêu dùng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ. Những trao đổi của chuyên gia cũng đã kết thúc chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn và các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.